Chào anh em nhé. Và bây giờ chúng ta vào vấn đề chính, đó là cái vấn đề mà cái kinh nghiệm để anh em mua chim. Thì nói chung thì nếu anh em có điều kiện thì chúng ta tốt nhất là xem tận mắt nha, xem tận mắt cho đừng có nghe tận tai, xem tận mắt thôi, vào cái gì mà xem tận mắt. Ví dụ như mà không có anh em xem chim giúp, hay là không, mình không có điều kiện để mà mình xem chim, thì mình cũng phải biết nhờ đến những anh em nào mà thân, gọi là thân với mình và uy tín mình để giúp mình nhé. Còn lại đừng có thứ nhất là mua chim qua nghe lời nói, thứ hai là mua chim mà nhìn cái thành tích người ta đăng trên Facebook, thứ ba nữa là mua chim nghe kể, bảo là có con chim này năm ngoái lấy rất là nhiều cờ nhiều quạt rồi mà năm nay thay lông gần xong thôi bán cho anh em, thì thực sự luôn cái con chim đó anh em mua thì sập hầm 99,9%. Đấy, rất là dễ sập hầm. Và cái quan trọng nhất mà hôm nay mình chia sẻ cho anh em đó là chim bao giải. Chim bao giải là gì? Có nghĩa là tôi bán cho bạn một con chim và tôi bao bàn lấy giải, thấy không? Nhưng mà đội lại bên nào được và bên nào không được thì mình sẽ chia sẻ cho bạn như sau. Ví dụ như tôi bán cho bạn một con chim tỷ giá 90 triệu hay là 100 triệu đi, bao lấy xe máy, đúng không? Bao lấy xe máy thì bây giờ thực chất con chim đó của tôi chỉ tầm 20 triệu, 30 triệu thôi. Tôi mua tầm 20, 30 triệu thôi, đúng không? Và tôi bao bạn 100 triệu mua lấy xe máy. Thì bao ở đây là gì? Bao ở đây có nghĩa là cho các bạn cầm con chim đó đi, và các bạn phải tự đóng tiền vé ra, đóng tiền vé, đúng không? Và cái đó là cái sai lầm mà cái người mua mắc phải. Tại vì sao? Tại vì thực chất con chim đó gì giá trị rất là nhỏ, mà bao các bạn lại dạy thì nếu như mà tiền vé của tôi mua mà tôi bao, ví dụ bao là mình phải bỏ cái người bao đó phải bỏ tiền vé ra đó, bỏ tiền vé ra và ấy con chim cho các bạn xem trên dàn. Là nó khác với cái trường hợp là các bạn cầm con chim đó và đi mua vé và dự thi, thì nó cái ở đây là gì? Cái ở đây có nghĩa là các bạn bị sai. Sai ở đâu? Sai là khi mà các bạn cầm con chim của người ta, các bạn thì người ta đã đánh cược trong đó rồi, 50-50. Ví dụ như nếu các bạn lấy được giải ấy, thì các bạn mua con chim đó, đúng không? Và người ta sẽ bán được con chim lại 70 triệu. Còn ví dụ như các bạn không được cái gì thì các bạn trả con chim, người ta không mất cái gì cả. Người ta không mất gì cả. Ngay cả tiền vé các bạn mua thì các bạn sẽ mất tiền vé, đúng không? Các bạn sẽ bị mất tiền vé và các bạn chẳng được cái gì trong cái cuộc, và chẳng có cái lời gì của các bạn trong cái cuộc giao dịch này. Nên là cái từ bao ở đây là gì? Bao nhưng mà phải mua vé cho các bạn thì đúng nghĩa với từ bao. Và bao chim lấy xe máy nhưng mà lấy như thế nào? Chứ không phải chiếc xe dài 40 xe một con chim cứ đến nhảy tăng lúc vô dựa là nó mua tới 40 là có xe rồi, đúng không? Nhưng mà bao làm sao? Bao là anh em phải lưu ý, bao ở đây là cái người bán phải mua vé cho anh em đó, cho anh em. Và đến khi vô giải, ví dụ như bao lấy xe đi, thì đến khi vô có xe lúc đó quyền mua hay không thuộc về anh em đó. Nếu như anh em mua thì cái giải đó anh em lấy luôn, như vậy mới gọi là bao. Thế còn ví dụ như bao con chim, ví dụ như tôi bán cho anh em một con chim mà 100 triệu đi, bao vô lấy bao trùng lồng 10 con, đúng không? Còn anh em bảo là dài, dài ai mua vé thì người đó lấy tiền, chắc chắn anh em sẽ không mua. Hoặc là anh em mua thì chắc chắn con chim nó sẽ không bao giờ tới được đâu, thật không bao giờ tới được đâu. Tại vì người ta đánh đổi và đánh cược với anh em để người ta cái lời về cho người ta, nên là anh em lưu ý khi mua chim bao bỏ dàn. Và thứ hai là đội trả chim. Đội trả chim có nghĩa là gì? Đội trả chim có nghĩa là anh em mua một con chim này về, đúng không? Bán cho anh em một cái điện thoại con chim này 10 triệu, chơi về anh em bao chơi trong vòng một tuần. Nên là lúc mà một tuần anh em chơi không được thì nó bắt đầu là sẽ dính vào là bây giờ là có con này hay hơn nhá, mà con này thì anh tự con này phải bù cho con này 5 triệu, đúng không? Cầm con này về chơi, cầm con này về chơi không được, bắt đầu nó thôi con này cầm con này khác, đội con này bù thêm 10 triệu nữa, và 10 triệu cũng không được, bắt đầu đổi. Một cái quy luật vòng vo rồi anh em sẽ đổi các tiền, mà đến khi con chim anh em cầm lại được chỉ là
một con chim giá trị thấp nhưng mà anh em bỏ, ví dụ như con chim sau này anh em cầm bỏ cái số tiền rất là nhiều nhưng cuối cùng anh em mua được con chim rất là rẻ. Tại sao? Tại vì đổi trả người ta sẽ đánh vào cái tâm lý của anh em, đánh vào cái tâm lý của anh em, hiểu không? Là ví dụ như con chim mới bán cho anh em về, đừng có cho nó đi đánh sớm, gì đó, là kiểu nuôi khát nước. Anh em hiểu nuôi khát nước không? Nuôi khát nước có nghĩa là anh em nuôi con chim mà nói chung là để cho con chim nó thật bức bí, khi đó anh em đưa con chim ra giàn là nó đánh trong trận đầu tiên và vô lấy giải, anh em cảm thấy nó sướng, nhưng mà trận thứ hai con chim sẽ rất nài, rất rớt, không được cái gì cả, và lúc đó thì anh em sẽ ăn quả lừa đập đinh, hay gọi là từ đập đinh đó. Thì nên là khi mà mua chim thì anh em cần một chút kinh nghiệm trong đó và một sự khôn khéo ở trong đó. Mấy anh em mất tiền thì anh em phải được cái lời về mình, chứ anh em đừng có mất tiền mà được cái lời về người ta đó. Đây là cái chia sẻ cái kinh nghiệm mua chim, cái kinh nghiệm mà để cho anh em mua chim. Tuyệt đối không bao giờ mua chim bao dài. Nếu như người ta bao thì người ta phải bỏ tất cả ra để người ta bao anh em, hiểu không? Rồi là bao mà tôi đi nhậu, tôi rủ bạn đến nhậu, tôi bao bàn nhậu, có nghĩa là tất cái cuộc nhậu đó tôi phải trả tiền hết luôn, tôi không bàn không phải trả 1.000 nào cho cái cuộc nhậu đó mới gọi là bao. Thì bây giờ tôi bao mà con chim nó vào giải thì tất cả các chi phí từ đi lại cho đến ấy là tôi bao nó vào giải, là tôi phải lo, chứ không phải là các bạn phải gọi tiền vé mua hay là này nọ, là cái đó mới gọi là bao. Thì cái lợi ích nó sẽ nằm về phía bạn, nhưng mà đổi lại người ta sẽ có được cái bán được con chim đấy. Chứ còn bao khôn như ông thì quê tôi đầy, thấy không? Nó là bao, nghĩa là bây giờ tôi đưa con chim cho ông, tôi bao giải đó vô lấy xe, đúng không? Vô lấy xe thì bây giờ tôi bao ông, nhưng mà vé ông phải mua. Bây giờ tới đó thì vé thì người ta mua, tôi đâu mất, giờ tôi đưa con chim, ví dụ như con chim nó vô lấy giải được, tôi bán được con chim 100 triệu, trong lúc con chim đó tôi mua chỉ 20 triệu thôi. Còn con chim không lấy giải được thì tôi cầm con chim tôi về, tôi chẳng mất cái gì cả, tại vì vé anh em mua mà. Còn ví dụ không tài nạn được, tôi lại bán cho người khác, bán với cái phương pháp bán như vậy thì cái người mua và cái người chơi đã luôn bị thiệt thòi. Nên là đó là mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho anh em, thì mình cũng chẳng đụng chạm tới một cái anh em nào mua bán hay là cái chuyện mua bán của anh em, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm thực tế để cho anh em mua chim khỏi bị tiền mất tật mang anh em. Và mua chim thì anh em nhớ giúp mình, đừng xem clip, đừng có xem mấy cái clip trên mạng đánh chung kết là mầm, đúng không? Vô chung kết mầm đánh hôm nay lấy nhất, mai lấy nhất, đánh mầm, nhưng thực chất những cái giải đó anh em phải hiểu được chất lượng cuộc thi đó như thế nào. Đó, anh em đừng có nghĩ là con chim mà nó lấy giải tuần liên tục, lấy nhất là nhì, lấy ba tuần nào nó không lấy, mà về anh em đi đánh đấu trường 500 ngàn thôi nó cũng rớt, đừng nói, rất là khó nhé. Con chim tuần nó khác, cái cuộc thi tuần nó khác với cái cuộc thi của thác, khác của giải mở rộng, đó là khác của đấu trường. Và anh em phải hiểu là cái phong trào ở đó nó mạnh hay yếu. Ví dụ như một cái tỉnh hay là một cái huyện nào đó ở sâu đi, cái phong trào nó rất là yếu, và khi thi chỉ được tầm 40-50 lòng, chim thì yayợt đó, nhưng thì những cái con chim nó có trồi hơn một chút thì nó lấy giải. Nhưng mà khi con chim đó đưa về thành phố đánh gạo, thành phố thì phong trào nó sẽ mạnh hơn, cái người chơi nó cũng mạnh hơn, thì lúc đó anh em về chơi là nó sẽ không được. Nên là anh em phải lưu ý để mà mua chim để tính cái tiền mất của anh em ra đó. Mua là phải nhìn thấy tận mắt, nếu mà nhìn thấy tận mắt phải nhờ một cái anh em nào đó thân cần với mình biết được giúp đỡ, hoặc là một cái người nào uy tín nha. Cả những cái người nhân mà sành sỏi người ta chơi mà người ta không có dính líu tới cái chuyện mua bán ấy, là cái độ uy tín người ta rất là cao. Nên là anh em nhờ tới những cái là phải nhờ anh em hỗ trợ mình trong vấn đề mua bán chim qua mạng, để anh em khỏi phải mất cái số tiền mà không chơi được. Anh em chỉ cần lưu ý cho mình là chim chất lượng cái cuộc thi mà anh em muốn mua là con chim đó là chất lượng. Ví dụ chim anh em mua chim tuần hay là đừng có mua chim tuần mà đi đấu trường, nó rất là khó, tại vì trong tay người ta thì nếu như mà con chim đó người ta cảm giác nó đi đến xe máy rồi được thì chắc không dễ gì người ta bán cho các bạn một cái giá rẻ tuần. Còn nhiều anh em hỏi tăng lực chim thi được không, thì thực chất là con chim là cái lực của nó là cái lực bản năng của nó rồi anh em ạ.
cái lực bản năng của nó rồi. Bây giờ anh em chăm làm sao để con chim anh em khỏe thì nó sẽ đi được thôi, chứ không phải một con chim nếu như mà tăng lực được thì cái chuyện đó khó. Tại vì ví dụ như một con chim dạ tuần nó đánh được 2 tiếng đồng hồ đi, đúng không, mà anh em bảo tăng lực được nó đánh 3 tiếng, có thể con chim dạ tuần cũng đi đến xe máy được, cho chim dạ tuần cũng đi đến xe máy được, thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, không bao giờ có chuyện đó xảy ra, trừ khi con chim dạ tuần đó là một con chim chưa khai thác, lọt vào tay một anh em nào đó đã dìu dắt khai thác được con chim nó lên. Cái trường hợp đó thì đếm trên đầu ngón tay nhé, đếm trên đầu ngón tay luôn. Nên là để một con chim mà mình phải biết là con chim của mình nó thích hợp, thể lực của nó thích hợp cuộc thi nào thì mình cho nó đi cuộc thi đó thôi. Ví dụ nó đánh được một anh em ngắm chim mình đánh được hơn một tiếng thì anh em có thể cho đi tuần, nó đánh được 2-3 tiếng thì anh em có thể cho đi đấu trường, mà nó đánh được trên 3 tiếng thì anh em có thể mần dàn đăng ký vé xe máy cho đi. Tại vì một cuộc thi xe máy nó rơi vào tầm 3 tiếng đồng hồ trở lại thôi, 3 tiếng đồng hồ đến 4, dưới 4 tiếng đồng hồ thôi. Hiếm cuộc thi nào quá 4 tiếng đồng hồ. Cuộc thi quá 4 tiếng là rất là hiếm, nên anh em phải biết nhìn sức con chim mình để mà cho thi, chứ đừng có nghĩ là con chim anh em tăng lực được đâu, không tăng lực được đâu nhé. Ví dụ như con chim anh em thể lực của nó đến được 2 tiếng, nếu anh em chăm tốt thì nó sẽ đến được 2 tiếng. Anh em chăm không tốt nó đến dưới 2 tiếng. Chứ không phải là con chim đánh được 2 tiếng mà anh em chăm mà nó đánh lên được 3 tiếng là không có. Không có đâu, anh em đừng có nghĩ như vậy, không thể nào tăng lực con chim lên được. Không phải là tăng lực cái kiểu mà như uống người viên tăng lực hay là uống bù hút vô như quảng cáo đâu. Không phải là uống bù hút rồi là bê được cái xe như quảng cáo Thái Lan đấy, anh em hay xem ấy. Mình làm sao mình chăm cho con chim mình tốt, sức khỏe con chim mình tốt và luôn trong cái sung mãn thì là cái giai đoạn đó là có nghĩa là lực của chim anh em đến cái giai đoạn đó rồi đó. Còn nhiều anh em hỏi là làm sao để ép chim thay lông, thực sự không thể ép được. Anh em hiểu không? Không thể ép được. Nếu như con chim mà nó vào đồ thay lông của nó sẽ thay nhé. Con chim vào đồ thay lông nó sẽ thay. Ở đây thay lông, cái người nuôi thay lông là như nào? Cái người nuôi thay lông là thứ nhất là biết được cái đồ dinh dưỡng để làm con chim anh em đạt cái đồ dinh dưỡng thay bộ lông đẹp. Thứ hai nữa là nuôi lông làm sao để con chim nó rớt lông, tạo rớt lông, nghĩa là tạo điều kiện để nó rớt lông. Ví dụ như là cái không gian nuôi của anh em biết tạo độ ẩm cho con chim. Ví dụ như cái không gian anh em nuôi nóng thì anh em biết tạo độ ẩm cho con chim anh em. Đó gọi là cái tạo điều kiện để con chim rớt lông, chứ không phải là ép con chim rớt lông được. Nhiều anh em mà cứ trùng một tháng nó rớt, nhưng mà anh em phải hiểu là khi anh em trùng một tháng đó, con chim nó sẽ rớt lông đúng, nhưng mà nó sẽ rớt lông vì sao? Vì thiếu ánh sáng, thiếu nắng, thiếu không khí. Đó, thì con chim anh em lúc đó cái thể trạng con chim anh em bị xuống, bị suy, thì nó sẽ rớt lông, nhưng mà rớt lông đó chỉ rớt vài cái, rớt lai ra thôi, không bao giờ rớt được một lông như kiểu thay lông nhé. Nên là khi con chim mà thay lông thì anh em cần dưỡng con chim của anh em cần dưỡng. Dưỡng đây là gì? Dưỡng ở đây là hạ cám xuống đồ chế độ mát, một cái chế độ nuôi thật mát. Thứ hai nữa là hạn chế lại cái thời gian phơi nắng và tập luyện. Thứ hai nữa là hạn chế lại các cuộc đấu trên sàn đấu. Đó thì gọi là chế độ nuôi dưỡng, thì con chim anh em nó sẽ rớt lông đúng đồ và rớt lông sạch đẹp. Một cái điều quan trọng nữa, khi anh em cảm thấy sướng, anh em đôn cám lên để anh em chơi con chim anh em bùng chơi cho nó sướng. Anh em cảm giác khi con chim mình nó chén già nó sung nó sướng thì anh em mà chịu được cái hậu quả của mùa lông về sau, có nghĩa là đến mùa lông về sau là nó sẽ bị cái tình trạng xuống, khó xuống lông, không thay lông, khó xuống lông, không thay lông đó, hay là rớt lông chậm, hay là rớt lông lằng nhằng, thì đó tất cả đều do mình ra thôi. Đó, mình muốn sướng nhất thời, mình muốn sướng nhất thời thì mình phải chịu cái hậu quả về sau. Còn mình muốn sướng lâu dài thì mình phải chịu cái từng cái giai đoạn để mình đi lên, hiểu không? Giống như anh em muốn ngon á, thì anh em phải nấu từng món ăn để anh em ăn. Còn anh em muốn nhân á thì lấy nước đổ vào mì tôm ăn, đúng không? Cái giai đoạn, từng giai đoạn nó khác nhau. Một cái môn chơi chim nó cũng vậy nữa. Anh em muốn con chim anh em mà nó vừa bền, nó vừa rớt lông đúng giai đoạn, vừa nói chung là trơn tru á, thì anh em phải đi từng giai đoạn. Còn anh em không đi từng giai đoạn mà anh em muốn chim anh em trơn tru thì nó cũng khó. Nên là cái gì cũng phải có cái sự đánh đổi trong đó. Ok, dùng HD nha. Hạt dinh dưỡng anh em có thể cho ăn 100% được nhé. Hạt dinh dưỡng anh em có thể cho ăn 100% được.
mình sẽ giải thích vì sao gọi là hạt dinh dưỡng cho anh em nghe. Và hạt dinh dưỡng như thế nào? Thực chất hạt dinh dưỡng là nó cái lượng đạm nó cao hơn. Cái lượng đạm nó cao, ví dụ như thằng Cam Niu á là lượng đạm nó từng này thôi đúng không? Nhưng mà cái hạt dinh dưỡng lượng đạm nó to từng này. Thì cái lượng đạm này nó giúp tăng cái lượng dinh dưỡng cho con chim, mà cái giá trị cốt lõi quan trọng nhất trong cái hạt dinh dưỡng là nó sẽ làm cho con chim anh em tiêu thụ được cái lượng đạm của chim anh em ăn vào và phân khô. Đó, phân luôn khô và con chim anh em tiêu hóa hết. Anh em nhìn phân thì anh em có thể đoán được mà con chim anh em tiêu hóa hết hay không. Và cái hay của hạt dinh dưỡng là ở đó chứ không phải là kích nha anh em. Chứ không phải là kích nên là anh em yên tâm. Anh em yên tâm là cái hạt dinh dưỡng này nó sẽ làm tăng cái lượng dinh dưỡng vào trong cơ thể của con chim, và cái men trong đó nó sẽ giúp con chim anh em tiêu hóa hết và hấp thụ hết, thì cái chế độ vào lửa nó nhanh, chứ không phải là kích con chim anh em mà vào lửa nhanh được. Tại vì anh em chơi thì anh em từ cảm nhận thôi nhé, nó sẽ vào lửa như thế nào anh em sẽ cảm nhận được. Và nhớ đây, cái màu hạt cám thì nó tùy vào. Ví dụ như cái mùa mà chạy bồ thay lông á thì cái lượng khoáng trong cám sẽ tăng lên. Tăng lên làm gì? Để giúp con chim anh em thay lông được cái hiệu quả cao nhất và đẹp nhất. Nhưng mà khi qua cái giai đoạn thay lông rồi thì anh em cái lượng khoáng sẽ được cân đối lại nha, sẽ cân đối lại để cho ấy. Nên khi mà mùa lông thì thường thường cái hạt cám sẽ bị màu sẫm hơn xíu. Còn lại cái mùa này thì cái cám nó sẽ trở lại vị trí của nó. Cái này mình cũng có lại thông báo nhiều trên các cái phần bay và trên trang Facebook thì mình có thông báo cho anh em rồi. Hoàng Nguyễn ơi, phân ướt thì bạn nên cân nhắc nhé. Mà cân nhắc thứ nhất là khi anh em đổi cám thì anh em phải để ý giúp mình. Anh em khi anh em đổi cám hoặc anh em mua một chim của ai về trước khi đổi cám, anh em phải để ý giúp mình. Thứ nhất, lượng nước của chim đó uống nhiều hay ít. Thứ hai nữa là phân con chim đó khô hay là ướt lúc đó anh em đổi cám. Ví dụ như trường hợp con chim đó uống nước nhiều, phân ướt mà anh em đổi cám khác mà nó vẫn uống nước nhiều, nó bị phân ướt, là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì lúc đó con chim mình là bị đường ruột rồi thì mình phải tìm cái phương pháp để mình trị con chim của mình trước. Còn nếu con chim đó phân khô, uống nước bình thường mà khi anh em đổi qua một loài cám mới mà chim anh em uống nước nhiều bị phân nát, thì lúc đó anh em mới nghĩ đó cái trường hợp là do cái sản phẩm mình vừa đổi đó con chim chưa thích nghi được, hay là bị sốc, hay là bị rối loạn, thì anh em phải dùng cái phương pháp gì đó để khắc phục nó đó. Anh em phải hiểu như vậy. Còn ví dụ như anh em mua cái con chim mà nó bị đường ruột sẵn rồi, anh em đổi cám gì thì nó cũng bị thôi. Tại vì cái đường ruột bị thì phải trị, họng thì phải sửa đó, họng thì phải sửa đấy, thì lúc đó mới được nha anh em. Mà còn để mà khắc phục cái tình trạng mà phân nát thì đơn giản. Nếu như một cái trường hợp mà bị mãn tính thì anh em lên xem cái clip phục hồi đường ruột cho chó mèo trên kênh của mình luôn. Còn mà con chim nào mà phân khô uống nước bình thường mà anh em đổ qua bằng bì thì anh em chỉ cần đơn giản thôi. Một là anh em hái nước, hái mấy cái con ổi, nấu nước lên để nguội cho con chim anh em uống một vài hôm. Cứ ngày đổi thay nước và kèm chuối cho mình là được. Trong vòng 3 đến 5 ngày thì là phân nó trở lại khô bình thường như cám cũ. Còn hoặc không là nước chai nhạt cũng được nữa, là trong 1 2 3 hôm đó anh em cứ làm như vậy cho uống nước trà nhạt nhạt rồi kèm chuối, là cái đường ruột con chim nó dần dần nó ổn định lại, là nó trở lại bình thường. Còn đối với những con chim mà anh em mua về hoặc là chim anh em đã bị uống nước hoặc bị phân nát sẵn rồi thì anh em xem lại cái clip là phục hồi đường ruột của chim trên kênh mình là sẽ có nhé. Phân trắng là tại vì đàm cao nhé. Anh em để ý, phân con chim mà có màu trắng nó thực chất là không phải là cái gì cả. Anh em để ý, mỗi những cái con chim ở ngoài thiên nhiên ấy, những con chim nào ở ngoài thiên nhiên ấy, buổi tối anh em nó ngủ trên cây, mà anh em buổi sáng anh ra dưới gốc cây ấy, anh em nhìn phân nó sẽ có màu trắng. Trắng ở đây là gì? Trắng ở đây là cái lượng đàm mà nó thải ra thôi. Cái lượng đàm mà nó thải ra thôi nhé, là vôi và đàm nó thải ra thì nó sẽ có cái màu trắng như vậy. Nên anh em yên tâm. Thường những con chim nào anh em thường cho ăn cầu cào nhiều nè, anh em cho ăn sâu nè, hay là anh em ăn nói chung là đàm tươi nhiều, cái là cái lượng đàm vào nó có thể nhiều thì nó sẽ ra cái phần màu trắng đó. Nó giống như con chim ngoài thiên nhiên, nó chẳng khác cái gì cả.